Hello, hôm nay tôi sẽ đến thăm nhà thờ Chị Cối. Các bạn cùng tôi đi thăm nhé. Đây là cuốn thư được làm bằng đá. Ở phía bên phải là một cái đại cổ thụ trăm năm. Đây là một cây phượng để thu bóng mát. Đây là toàn cảnh không gian nhà của nhà thờ. Ta cùng vào bên trong tham quan. Tôi là Trịnh Hải, trông coi từ đường của Thái Trịnh Cối. Vì từ đường thời xưa là ba gian hai dãy, máy bay đánh sập thì nay con cháu cũng từng tu lại, thì cũng là cụ là quốc công với nhà Trịnh. Cụ hoạt động vào trong nhà mạc để cho em ở ngoài đánh vào, thì nay là tiếng tăm của cụ thì nhờ trên giải oan cho cụ, tôn thờ cũng bây giờ đến chốn của nhà thờ ở xứ Hóa Vĩnh Hùng với Lộc Thanh Hóa, để xin trên nhìn múa đến chăm sóc tiền đường của cụ được khang trang thật đẹp ở dòng họ ta. Cũng là con trưởng của dòng chị. Đây là không gian bên trong của nhà Đây là thờ. không gian bên trong tiền đường. Tiền đường có ba gian. Ở vệ giữa là thờ là Thái úy Trịnh Cối cùng hội đồng. Còn hai bên cạnh thờ là hội đồng và các cô trong tiền đường. Có dịp con cháu về tiền đường có là Thái úy Trịnh Cối thăm. Cũng có tiếng là thời xưa là cụ đầu hàng vào để hoạt động bên trong, để nhà Trịnh ta đánh đầu thắng đấy thời vua Trung Hưng với nhà Mạc, phải bố trí cụ vào bên trong để hoạt động, để đánh nghi binh, để đánh trận vào nhà Mạc để cho em đánh vào đánh đầu thắng đấy. Công lao của cụ là to lớn, thì hiện nay là cũng nhờ tiên là minh oan cho cụ để phổi tiếng oan với đời. Đây là chiếc trống cổ đã gắn bó với nhà thờ hơn 100 năm. Mình có thấy cái thùng không?
không gian xung quanh như thở. Nhìn chung thì gian thờ cũng rất đơn sơ nhưng đầy tính cổ. Cây đại cố thụ đây là ông tử. Hôm nay thì tôi mới có dịp về thăm. Đây là hai chân cột bằng đá. Chạm khắc rất tinh xảo. Con thờ bằng đá được đặt ở nơi trang trọng nhất của gian thờ. Chữ chống cổ của chúng ta đã gắn liền với nhà thờ 100 năm. Nếu mọi người có dịp về Thanh Hóa thì có thể ghé thăm nhà thờ xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. Làng Bồng Thượng.